các bậc thầy thăng thiên đã phát triển công nghệ tâm linh này và nó tạo ra một cột ánh sáng tiên tiến. Nó được tạo ra bởi một tàu mẹ trên trái đất của chúng ta. Nó đi xuống cơ thể bạn, đi qua mạng lưới Agatan vào trung tâm hành tinh. Hãy nói lời cầu nguyện sau đây 3 lần. Tôi xin kêu gọi cột ánh sáng trắng rực rỡ, hãy tuôn đổ lên người tôi và bắt đầu hình thành xung quanh tôi. Tôi xin kêu gọi sự hiện diện của I am that I am. Tôi xin mời sự hiện diện của I am that I am hãy đến và hợp nhất cùng với tôi. Tôi xin kêu gọi cột ánh sáng trắng rực rỡ, hãy tuôn đổ lên người tôi và bắt đầu hình thành xung quanh tôi. Tôi xin kêu gọi sự hiện diện của I am that I am. Tôi xin mời sự hiện diện của I am that I am hãy đến và hợp nhất cùng với tôi. Tôi xin kêu gọi cột ánh sáng trắng rực rỡ, hãy tuôn đổ lên người tôi và bắt đầu hình thành xung quanh tôi. Tôi xin kêu gọi sự hiện diện của I am that I am. Tôi xin mời sự hiện diện của I am that I am hãy đến và hợp nhất cùng với tôi.